Chúa dạy chúng ta gì? Làm việc gì thì như làm cho Chúa. Làm cho Chúa là nghĩa là sao anh chị em? Là làm việc với cái ý thức rằng là Chúa chấm công đó. Chúa chấm công thì đừng có mong là Chúa sẽ không thấy những lần mình lấy lý do này lý do nọ để đi trễ về sớm. Chúa chấm công thì đừng có mong rằng là mình không có bệnh mà mình vẫn đi xin MC để nghỉ bệnh nha. Chúa mà chấm công thì đừng có mong là giấu cái chuyện làm cho hết giờ, thở ra là ngồi bấm điện thoại nha. Chúa chấm công thì đừng có mong mà gian lận, đừng có mà làm láo báo cáo hai là chi ít khai cho nhiều. Người chủ tại chỗ làm của anh chị em chỉ là cái người chuyển tiền thôi, chỉ là shipper của Chúa mà. Cái ông chủ thiệt mà không duyệt thì cái ông chủ dưới đất này có muốn cũng không thể, dù là muốn tăng lương cho anh chị em hay muốn giảm lương hay cắt lương của anh chị em. Anh em ơi, cái công việc của anh chị em, cái nghề nghiệp của anh chị em đang làm chính là cái mục vụ, chính là cái ministry của anh chị em. Anh chị em đang phục vụ hay làm việc cho Đức Chúa Jesus Christ là bằng chính cái công việc mà anh chị em đang làm, dù anh chị em có nhận biết hay không. Đấng Christ mới là chủ thật sự của anh chị em. Chúa chấm công và trả lương cho anh chị em mỗi ngày.